Ok, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Thì trước khi vào nội dung của video ngày hôm nay, mình sẽ nói về cái vấn đề đó là trưa nay mình có up một cái clip là check box Milan đấy. Thì thực sự là mình chỉ quay mất 200 coin là ra Donnarumma với ông Raika này. Mà một số anh em thì rất nhiều anh em comment là thành công nhá, thậm chí là nhiều anh em có 400 coin vậy ra cả Gullit cả Raika. Thì tại sao lại có cái từ trích? Anh em hiểu cái từ trích nó như kiểu là một cái mẹo thôi. Thì cái này ví dụ như là chúng ta mà quay không ấy, chúng ta mà không dùng mẹo hay gì thì quay không thì nó cũng cảm giác nó mông lung lắm. Nếu mà có thêm một cái trích ở trong đấy thì tự nhiên cái mình tự tin hơn về cái khả năng ra iconic, đúng không? Vậy nên nhưng mà rất nhiều anh em không ra được, lại bảo là đừng có tin trích này, rồi là đừng có làm theo rồi các thứ. Thực sự là mình không khuyên anh em làm theo, bởi vì là khi mà đã xuất hiện cái trích này nhá, nó không phải là 100%. Nếu mà 100% thì thực sự là bây giờ đội hình của mình, anh em nhìn đây, thực sự bây giờ đội hình của mình phun đỏ luôn rồi, làm gì có xuất hiện kiểu vừa nửa vàng nửa đỏ nữa, đúng không? Đó, vậy nên là có bóc mình ra được thì mình sẽ chia sẻ với anh em nào ra được thì vui thôi, anh em vui với nhau vậy, chia sẻ niềm vui, đúng không? Còn bóc nào mà không ra thì thôi, nó là một cái gì đấy tiếc nuối, nhưng mà thực sự là nó không phải đến nỗi quá to tát gì cả. Nhiều anh em lại bảo là mình ơi lừa lọc thế này thế kia, thực sự là không có chuyện đấy, bởi vì là mình không có khuyên anh em làm theo. Mình chỉ bảo anh em là nếu mà 200-300 coin không ra thì em có thể thử lúc khác, và anh em có thể tham khảo nhiều video khác về trích nữa, đúng không ạ? Đó, vậy nên là những anh em mà không ra được từ cái trích của mình thì anh em đừng có buồn và cũng đừng có trách mình nữa nhá. Thực sự là mình cũng không muốn anh em không ra đâu, muốn anh em ra chứ. Muốn có cái gì bóc iconic thì muốn anh em ra cho nó vui, trải nghiệm huyền thoại các thứ nó sướng. Đó, mình chỉ nói vậy thôi. Thì ngày hôm nay mình sẽ vào luôn cái clip đó là review Raika. Thì thực sự là rất nhiều ý kiến của anh em bảo là anh ơi review con này đi, anh em review con kia đi. Thì mình cũng bảo là cứ lần lượt thôi, ai yêu cầu trước thì mình làm trước. Nhưng ngày hôm nay mình đã Raika thì thực sự là mình không thể để lâu được, mình phải review luôn Raika cho anh em nào mới quay ra hoặc là anh em chưa quay ra có thể biết rõ hơn về con hàng này. Trước tiên 1m97, 27 tuổi, đây là bản 27 tuổi, là cũng bản không phải là già mà cũng chẳng phải trẻ, mà đây cũng kiểu trong đội 9 của cầu thủ đấy anh em ạ. Đó, 1m90, thực sự là chiều cao rất là tốt và thể hình cũng rất ok nữa. Và chỉ số 96, khi mà chưa book câu lạc bộ, anh em cho vào câu lạc bộ Milan thì có thể book lên 99 hay sao ấy. Đây, lối chơi kiểm soát bóng ngắn. Và nhìn qua cái chỉ số của Raika, anh em có thể thấy là nhận thức tấn công 83. Thực sự là một tiền vệ nhận thức tấn công 83 thì anh em biết ngay là tiền vệ này không tham gia quá nhiều ở những cái tình huống tấn công rồi. Trừ khi chúng ta bắt anh Mu thôi, chuyển chạy chỗ cho Raika chạy lên thôi. Ball control, kiểm soát bóng 90, rất cao đấy. Và chúng ta sẽ nhìn đến thông số chuyền của Raika. Hai thông số chuyền rất ổn, 91 và 92. Dứt điểm 82, không phải dứt điểm quá ok đâu. Đánh đầu 90 này, sút phạt 80, sút xoáy 67. Chúng ta thực sự chỉ nên dùng Raika đóng cốp thôi chứ không nên cớ lòng. Tốc độ 83, mình trải nghiệm qua 3 trận, mình thấy Raika là một cầu thủ cũng khá chậm đấy. 1m90 nhưng mà tốc độ 83 cũng không được nhanh cho lắm, nhưng mà nó ở mức vừa phải, trách chấp được. Rồi, tăng tốc 77, thực sự là đua tốc với những kiểu Mbappe thì Raika sẽ thiệt thòi hơn rất nhiều. Kicking power 93, răng 90, cộng với cái skill hitting 90 nữa thì Raika hoàn toàn có thể băng lên tham gia những tình huống phạt góc để đánh đầu này. Và cái ấn tượng của Raika đó là physical contact, đó là tỷ đè 95, rất là cao, khó mà lấy bóng trong chân của Raika đấy. Kiểm soát bóng 90 nữa, stamina 93, cân cả trận luôn. Defensa Guadalajara, đó là cái nhận thức phòng thủ 93, chiến thắng bóng 92 và hiếu chiến 94, rất khủng cho một tiền vệ phòng ngự. Nhưng anh em nhìn thấy những cái thông số bên dưới rất ok nha, phong độ 7 rồi là chân, tỷ trần thuật sử dụng chân không thuận, nó không đều lắm, 2/4. Đây anh em nhìn skill của Raika, cắt bên Hunter, anh em có thể ngoặt sang và dứt điểm. Long range shooting, có một cái skill sút xa và kicking power lên đến 93. Raika sút xa tuyến 2 rất là ok đấy, rising shot này, aquatic finishing là dứt điểm tinh tế khó, truyền một chạm, đường truyền nặng này, các kiểu đường truyền điểm rơi tốt này, captaincy, fighting credit,
Nói chung là đây là một bộ skill khá ổn cho một tiền vệ, mình nghĩ là khá ổn luôn. Đây, những cái khác nào pass là lob từ pass cộng Ocherator. Thực sự những cái thông số phòng thủ rất rất ổn áp của Raika, nhưng lại là man style của Ocherator, tức là một nhạc trưởng. Vậy thì chúng ta có thể hình dung ra Raika là một cầu thủ lai giữa một tiền vệ phòng ngự và một tiền vệ chơi bài đó. Và thực sự nếu mà chúng ta nói sâu hơn, tức là kiểu kiến thiết lùi sâu nhưng mà lại có khả năng đánh chặn tốt đó, là tức là Raika có thể đảm nhận hai vị trí. Vậy thì sơ đồ nào sẽ phù hợp với Raika? Đó là khi mà Raika cặp cùng với một cầu thủ quét được tuyến giữa như kiểu Vieira. Thực sự đây là một hàng tiền vệ với hai cầu thủ tiền vệ rất chất lượng và ok. Lát nữa mình sẽ vào thực chiến cho anh em thấy bộ đôi này có khả năng gồng gánh tuyến giữa và đánh chặn tuyến giữa tốt như thế nào. Tuy nhiên mình đang sử dụng đó là sơ đồ của Hoa Kim Lốc, sơ đồ của Hoa Kim Lốc huấn luyện về năm 2021, và mình mới chỉ chơi đội bạn ấy đến 86 thôi, nên là những cái tình huống chuyền nó còn sai địa chỉ hay là chuyền cầu thủ chưa ăn ý nhau thì mọi người có thể biết được là đấy là do đội bạn ấy chưa cao nhá, chứ không phải do cầu thủ đâu. Đó, bây giờ chúng ta sẽ vào thực chiến để xem Raika sẽ đảm nhiệm được vai trò đánh chặn và phân phối bóng như thế nào.